Dạ vâng, cơ sở bán lưới tàng hình bên em lại xin chào toàn thể các bác. Thì ngày hôm nay trong một cái buổi đi đánh chim khuyên di cư đây, để quay cho các bác xem về cái thành quả. Đấy, thành quả thì ngày hôm nay nó được ít hơn ngày hôm qua các bạn. Đấy, ngày hôm nay thì chim nó không đi nhiều. Đấy, đợt này là đánh cái con chim khuyên di cư này các bác này. Đấy, sử dụng lưới thì vẫn là cái mẫu lưới mà em gửi cho các bác ấy, 8 diềm 7 túi. Đấy, mắt lưới là 3 phân. Đấy, đối với cái lưới này thì các bác sử dụng đánh tổng hợp được như là con chim khuyên này, chim di này, chim sẻ. Đấy, đối với con chim khuyên thì nó vào nó đóng thì nó xuống khá là sâu này, cách tầm khoảng 20 phân. Đấy, khi con chim nó rơi vào túi này, diềm túi đây. Đấy, xuống khoảng 20 phân thì lên tới diềm trên. Đấy, còn về khuyên thì nó di cư nó sẽ có hai loại các bạn, một loại là khuyên tàu và một loại là khuyên Việt Nam. Đấy, đây là những cái con khuyên Việt Nam này. Khuyên Việt Nam thì cách nhận biết của nó đơn giản thôi, nó có màu xanh và nhiều con là bụng nó màu vàng này. Khuyên tàu thì lát nữa quay cho các bác, cái khuyên tàu nó khác, cái rẻ hơn. Đấy, nó cũng là một con chim di cư nhưng mà nó rẻ hơn. Đây, chim tạch tạch tạch, chim sâu cũng dính này. Đối với giá khuyên hiện tại thì ở Bắc Giang thì đang được hôm nay xuống 5.000 được ạ. Đấy, lái buôn vừa điện bảo năm nay hôm nay xuống có 5.000 thôi nhưng mà chim không có đi đâu. Đây dính một đàn khuyên tàu luôn. Đấy, khuyên tàu bụng sọc đỏ này các bác này. Đấy. Đấy, ngày xưa mới đánh va phải con này cứ tưởng đột biến sướng nhưng mà nhìn nhiều có lần đánh được cả 100 con này luôn một ngày. Đấy, bụng nó sọc rồi các bác này, mà cái tiếng kêu nó chìm chìm hơn. Một đàn khuyên tàu dính ở đoạn này. Lưới ngang này thì hôm nay không ăn thua rồi. Đấy. Này kém lắm. Tại thì bây giờ là 10 giờ rồi các bạn. Hôm qua chim nó cũng đi muộn. Hôm qua lúc quay về xong cho các bác xem đấy thì lúc về là cũng được hơn 60 chim ấy. Hôm qua thì nó không có khuyên tàu đi. Nay thì khuyên tàu đi nhiều. Khuyên tàu đấy. Tinh khuyên tàu rồi. Toàn khuyên tàu. Đây là cả đàn theo đấy. Cái lưới này thì đánh ok lắm các bạn, đánh rất là ok. Lưới này thì nhiều bác mua về sử dụng là đánh cái con chim mắt xéo được này. Đấy, mắt xéo vào này nó không trèo. Đấy, nó cũng nhỏ nhỏ, mắt xéo nó to, gọi là hơn con chim sẻ một chút thôi. Đánh lưới này là hợp lý này. Còn về cái lưới này thì các bác nên sử dụng cho mình là cái xào 5m. Xào 5m các bác đánh hoặc là 4m đánh cũng được. 4m thì những cái diềm dưới này để các bác thu lên. Đấy, thu lên trên này. Đấy. U còn diềm thì đây ví dụ kéo hết thì nó khá là dài này. Đây kéo hết kịch đi nó rơi vào 60 phân. Các bác chỉ thu lên tầm khoảng 40 phân hoặc là 45 phân thôi. Đánh để con chim nó vào túi thì nó hợp lý hơn. Bởi vì các bác đánh chim di cư này thì các bác cần những cái mẫu lưới nó cao. Đấy thì chim nó trao về thì nó dính luôn. Đấy, ví dụ như đàn chim này nào về phát là ăn đòn luôn. Hôm nay thì đói ăn rồi. Tá này thì gọi là đạt công buổi sáng, buổi chiều lại vẫn phải thiết kế đi đánh con chim khác. Còn loa đài thì sử dụng bằng loa điều khiển từ xa hết các bạn. Loa điều khiển từ xa. Đấy, ví dụ như là loa E76 dùng cũng tạm tạm, nói chung là chỉ có vánh hàng VS898 với cả Q92 nó bền pin. Đấy loa đài đây. Tất cả đều được độ check hết các bạn. Đấy, con này dùng từ đời đầu nó rất là bền. Tổng cộng 3 loa rồi các bạn. Đấy, còn cắm lưới thì các bác cứ cắm khóa chữ T như thế này là đánh được ngay này. Đấy, một chiều dài, ví dụ cánh này đánh tầm khoảng 30m. Đấy, nó có thường thường nó khổ lưới 30 hoặc là 20m thì các bác cứ làm một khổ 30m các bác chạy thẳng này. Đấy, khổ 20m cắt ngang chữ T này. Đấy, cắt kịch cái kia là chim về trao hướng nào cũng chết. Đa số là ví dụ những đàn nào khôn thì nó sẽ về những cái búi thưa đấy trước này. Đấy, xong nó ăn truyền sang những cái búi rộng. Như thế này thì nó sẽ dính vào mặt lưới. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua lưới hoặc mua loa ấy, thì các bác liên hệ với số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, hiện tại thì cái lưới này đang bán rất là chạy hàng bởi vì cái chiều cao nó tốt và cái mắt lưới nó chuẩn. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác vào buổi đánh khuyên ngày mai.